Mình tên là Nam. Năm nay mình 7 tuổi. Mình đang sống cùng ông bà ngoại ở Sơn Tây, Ba Vì, Hà Nội. Bố mình đi làm ở miền trong, không về. Mọi người cứ bảo bố bỏ hai mẹ con mình. Nhưng mình không tin đâu. Mình vẫn chờ bố về. Mẹ mình mới đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan rồi, nên nhà mình giờ vắng hơn trước. Thỉnh thoảng, mẹ có gọi về cho mình. Mình hỏi mẹ, bao giờ mẹ về? Mẹ bảo, khi nào mình học hết lớp 5 thì mẹ sẽ về. Tết đến rồi, mình chỉ mơ ước nhà mình sẽ có đông người quây quần hơn. Vậy là mình phải chờ thêm 3 năm nữa. Vậy giữ gìn sức khỏe nhá. Giữ gìn sức khỏe nó có tiền phải ăn đâu. Có cái tiết kiệm nó chết đói đấy. Vâng, cũng nhìn thấy cô chăm sóc bọn Nam nhá. Ừ, không phải lo đâu. Nghe chưa? Yên tâm đi. Nhá. Nghe chưa? Vâng. Ừ, thế không phải lo đâu. Thế nhưng bảo bà Nam chúc sức khỏe mẹ nhá. Cô là buồn nghe chưa? Đấy. Buồn là mẹ cũng buồn thế này. Mẹ cũng nhớ con lắm, con ở nhà ăn Tết với ông bà vui nhá. Nhớ mẹ à? Dạ. Nhớ mẹ. Ừ. Tết năm ngoái, mẹ mình ở nhà đón Tết. Tết năm nay, mẹ không ở nhà với mình và ông bà ngoại. Năm nay, mẹ mình không ở nhà, nên mình sẽ giúp ông bà. Ba người sẽ gói bánh chưng và chuẩn bị Tết. Năm nay là lần đầu tiên mình được gói bánh chưng. Mình rất thích ăn bánh chưng trong ngày Tết. Bánh chưng có vị thơm của gạo nếp và lá rang quê mình. Tết này mình không được ở gần bố mẹ, nhưng mình sẽ không buồn đâu, bởi vì mình có ông bà luôn yêu thương mình. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn và chờ mẹ về. Chờ mẹ mang Tết về cho con. 3 năm nữa thôi, con sẽ chờ mẹ ạ. À.